Tiên tri tiết lộ, đúng năm 2024, tuổi Tân Sửu 1961, Nam Mạng, được thần tài ban cho lộc lớn, đón cơn mưa tài lộc, giàu có khủng khiếp, làm gì cũng đỏ hơn son, đổi vận giàu sang, về già hưởng phúc lớn. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ được gặp lại quý tín chủ tuổi Tân Sửu trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình của quý tín chủ tuổi Tân Sửu như cá gặp nước, không ít những cơ hội kéo đến. Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, mua nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa phú quý hơn người. Nếu như quý tín chủ tuổi Tân Sửu hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, chắc chắn sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý tín chủ tuổi Tân Sửu về các nội dung chính như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024, cách hóa giải vận hạn, nhân sinh cảm ngộ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi sẽ giúp cho quý tín chủ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với bản mệnh trong năm 2024 âm lịch này, quý tín chủ cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Tổng quan tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, Nam Mạng. Theo lịch âm phương Đông, 1961, Nam Tân Sửu, có nghĩa là người sinh ra vào năm 1961, cầm tinh con trâu, trong số 12 con giáp của lịch sử này, chính bởi mang trong mình tuổi Sửu. Người đẻ vào năm 1961, thường mang trong mình nhiều đức tính tốt đẹp của con trâu, Tân Sửu 1961, hay còn được gọi là lộ đồ chi ngưu, tức là trâu ở trên đường. Năm sinh dương lịch, từ 15 tháng 2 năm 1961 đến mùng 4 tháng 2 năm 1962, năm sinh âm lịch, Tân Sửu, Thiên Can, Tân, tương hợp, Bính, tương hình, Ất Đinh, địa chi, Sửu, tam hợp, Tỵ Dậu Sửu, tứ hành xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Mệnh thổ, Bích Thượng Thổ, đất Tò Vò, tương sinh, Kim, Hỏa, tương khắc, Thủy, Mộc, Mạng, Bích Thượng Thổ, đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, phú quý, xương con trâu, tướng tinh con đười ươi, ông quan đế độ mạng. Tân Sửu với nạp âm hành thổ, do can tân kim ghép với chi sửu thổ, chi sinh nhập can, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều may mắn ít trở ngại, dù trong năm xung thắng hạn, có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua dễ dàng. Tân Sửu có đầy đủ hai tính chất của can tân, mềm mỏng, trầm lặng, cương nhu tùy lúc và chi sửu thuộc chòm sao Nam Dương, nằm ở phía đông bắc hoàng đạo, tính bảo thủ, kiên trì, giản dị, thông minh, nhạy cảm, mẫu người trung hậu thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề nên hành động đôi khi chậm chạp. Cầm tinh con trâu, sinh vào hành hạ thu hay ở tuần cuối của các mùa thì thuận mùa sinh, vì nhiều thổ tính trong tuổi nên các bộ phận tiêu hóa như dạ dày, mật, lá lách nếu thiếu chất mộc chế ngự, dễ bị suy yếu và dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ về già đỡ bận tâm. Cuộc đời của Nam Mạng Tân Sửu vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, công danh sán lạn rộng mở, có thể đạt được địa vị cao vào trung vận. Đời sống của người tuổi này có thể lên đến đỉnh cao, nói chung là người tuổi này có cuộc sống sự nghiệp, danh vọng vô cùng tốt đẹp, công danh có nhiều bước tiến lớn về trung vận, hậu vận gặp nhiều may mắn, an nhàn thảnh thơi. Tân Sửu chịu thương chịu khó, làm việc vất vả, nên họ thường hay được chịu đựng hy sinh, đơn giản lại mộc mạc thật thà chân thành. Chính vì vậy mà những người tuổi Châu thường rất được nhiều người kính trọng. Trong cuộc sống hay trong công việc, những người tuổi Tân Sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm, họ luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc. Tân Sửu luôn chuẩn bị với một tâm lý vững vàng, rất ít bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Có thể nói điểm mạnh của những người tuổi Châu đó là họ rất lương thiện, siêng năng, chịu khó, cần cù, bền bỉ và thận trọng trong mọi việc. Tuy nhiên, những người tuổi Châu đôi khi rất bướng bỉnh, họ khó gần và không có khả năng biểu hiện cảm xúc của mình. Sau đây là chi tiết tử vi năm 2024 của Nam Mạng Tân Sửu, sinh năm 1961, theo can chi sinh ngũ hành, cung phi, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Xem tử vi Tân Sửu Nam Mạng 2024 thấy rằng, vận mệnh người tuổi này khá bình thường, mọi việc trong nhà của Nam Tân Sửu 2024 không có nhiều sự thay đổi so với năm ngoái. Tuy nhiên, sức khỏe của năm 1961 trong năm 2024 không được tốt do tuổi tác đã cao, đặc biệt cần lưu ý đến bệnh về tuổi già và huyết áp không được tốt.
Dưới đây là phần luận giải chi tiết, mời quý tuổi Nam Tân Sửu cùng đón đọc. 1. Xem tử vi Tân Sửu 1961, Nam Mạng, theo can chi, ngũ hành. Về thiên can. Thiên can của Tân Sửu thuộc hành kim, gặp 2024 có thiên can giáp, thuộc hành mộc là Bình Hòa. Xem tử vi 2024 Tân Sửu Nam Mạng, dự báo về một năm không có chuyển biến mang tính đột phá hay khởi sắc cho chủ mệnh, công việc cho nên thay đổi, bởi những thay đổi thời điểm này thường không được lợi. Về ngũ hành của thiên can tuổi, có mối quan hệ tương khắc với ngũ hành năm của can, nên chủ về sức khỏe trong năm không được tốt. Về địa chi. Địa chi của tuổi Sửu gặp địa chỉ Thìn là thuộc vào mối quan hệ tứ hành xung, công việc làm ăn của người tuổi này chủ về đưa tới những điều bất lợi và khó đạt được mong muốn đặt ra, theo đó các dự định liên quan tới đầu tư hay mở mang trong năm cần phải cân nhắc suy tính kỹ lưỡng. Chủ mệnh chú ý sẽ vướng phải thị phi trong năm Giáp Thìn, trong mối quan hệ gia đạo có phải gặp chuyện buồn phiền, ngoài ra đi lại trong năm cần lưu ý cẩn thận. Về ngũ hành. Ngũ hành người tuổi này là ngũ hành thổ, gặp ngũ hành 2024 là hỏa, quan hệ chủ về tương sinh rất tốt, bản thân người mệnh thổ trong năm 2024 có được tin vui và may mắn trong cuộc sống. Đối với dự định mưu cầu liên quan đến danh vọng và xuất tiền kinh doanh, đầu tư tiền bạc nên tiến hành. Nam tuổi Tân Sửu 2024, nếu xuất hành cũng thuận lợi, đi xa được quý nhân hỗ trợ, đưa tới những kết quả tốt đẹp như mong muốn. Về cung phi. Người sinh năm này cung phi là chấn, ngũ hành mộc, gặp 2024 cung phi chấn, thuộc ngũ hành mộc, nên chủ về phục vị. Năm Giáp Thìn 2024 tuổi này dự báo không có sự thay đổi đáng chú ý nào, cũng không có những định hướng mới. Xem tử vi Tân Sửu Nam Mạng 2024 thấy đây là năm không nên tiến hành các thay đổi công việc, vì càng dễ thay đổi sẽ đưa tới kết quả không như mong muốn. Xét về quan hệ ngũ hành cung phi của năm Giáp Thìn với cung phi tuổi là Bình Hòa, do đó trong năm, người tuổi này về phương diện tiền bạc hay tình cảm đều bình thường. 2. Xem tử vi năm 2024, Tân Sửu Nam Mạng, theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh Tân Sửu 1961, Nam Mạng, Giáp Thìn 2024 là sao La Hầu. Sao La Hầu, hay còn gọi là khẩu thiệt tinh, là một trong 9 cửu diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh, mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng sẽ bị tao tán tiền bạc, đa sầu đa cảm, bệnh tật khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng sẽ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn ở trong lòng, không đáng có. Ngoài ra, gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc hành kim. Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hen may, làm ăn được phát đạt, mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao La Hầu như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng 7 kỵ ngay chẳng hiền, môn trung đồ bạc hao tiền, tự sát tài khí đảo điên, như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tổn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sao, rồi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. Phân tích kỹ lưỡng ý tứ của bài thơ đoán hạn về sao này, ta sẽ thấy sao này tác họa mạnh nhất là vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Đối với đàn ông gặp sao này, thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bổ bịch, bài bạc, bê tha, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn, bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực muộn phiền. Sâu chuỗi lại vấn đề, ta thấy rằng nam gặp sao La Hầu chiếu mạng nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu bị hiểu lầm, nghi ngờ khó giải trình. 3. Xem tử vi 2024, tuổi Tân Sửu Nam Mạng, theo vận hạn. Hạn của tuổi Tân Sửu 1961, Nam Mạng, năm Giáp Thìn 2024 là hạn tam kheo. Hạn tam kheo là gì? Như đề cập ở đầu bài viết, vấn nạn kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn tam kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn, vì có thể dẫn tới sâu sát mà gây ra chấn thương, cũng không nên ở những nơi ẩm thấp, khiến cho bệnh xương khớp bị ảnh hưởng, ngoài ra cũng cần phải đề phòng các chấn thương ngoại khoa. Từ xưa ông cha ta đã lưu truyền câu nói rằng,
Tam Kheo Thống Nhãn Thương Thủ Túc. Nội dung câu này nhằm đề cập tới những vấn đề mà người có hạn Tam Kheo sẽ phải gánh chịu trong suốt thời gian của năm gặp hạn đó. Về sức khỏe, đây là hạn chủ về hạn Tam Kheo, người gặp hạn này cần phải lưu ý các chứng bệnh về phong thấp và thương tích liên quan tới tay chân. Ngay từ trong những sinh hoạt nho nhỏ thường ngày trong gia đình, không chỉ bản thân mà đâu gặp phải những thương tích này có thể xuất phát từ người thân trong gia đình gây ra cho bạn. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở những nơi đông người, tránh các xích mích hiềm khích cần phải nhẫn nhịn, để không phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là xô xát nhau. Hiềm khích xô xát không chỉ ảnh hưởng tới vấn đề thể chất mà cả tinh thần của con người. Hạn Tam Kheo tốt hay xấu? Để biết hạn Tam Kheo tốt hay xấu thì chỉ cần đọc qua nội dung câu thơ dưới đây là có thể hình dung ra được phần nào. Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, Tam Kheo đau mắt đề phòng tay chân. Rõ ràng có thể thấy hạn này liên quan trực tiếp tới sức khỏe, mắt, tay chân, có nguy cơ bị sự cố, thị lực suy giảm, xương khớp tay chân thương tích do té ngã và xô xát. Dựa trên những nghiên cứu được chép lại thì không chỉ cần chú ý tới sức khỏe về bệnh mắt, tay chân, khi gặp hạn này còn cần phải tránh thị phi cãi vã mâu thuẫn vì không những dẫn tới thương tích mà còn bị áp lực sốc tâm lý. Phương pháp giải hạn Tam Kheo. Theo kinh nghiệm của các thầy phong thủy và tử vi, khi gặp các hạn theo tuổi thì không có cách nào hoàn toàn giải được. Tốt nhất là trong năm, khi tuổi của mình gặp phải hạn nào thì nên cẩn thận với những điềm báo hay vận may rủi có thể xảy ra, đồng thời sử dụng các phương pháp từ chuyên gia phong thủy, từ đó sẽ giảm thiểu rủi ro tới mức tối đa. Với các phương án đương số có hạn Tam Kheo thì cần chú ý những vấn đề như sau: hạn chế những nơi đông người, cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc. Khi có xảy ra chuyện không may, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, không để bị những người khác khiêu khích. Gia chủ nên học cách nhẫn nhịn, tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo. Làm việc chân chính, không toan tính điểm xấu, đặc biệt nếu bạn làm cơ khí, lúc nào cũng phải mặc bộ đồ bảo hộ, cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động. Người nào gặp phải hạn này, cần phải chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết yêu đương. Bên cạnh đó thì hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. 4. Vận niên năm 2024, Nam Mạng Tân Sửu, sinh năm 1961. Vận niên Cẩu Cuồng Phong là vận niên xấu. Với vận niên này thì chủ mệnh có thể gặp nhiều bất lợi trong năm Giáp Thìn. Phương diện sức khỏe trong tử vi tuổi Tân Sửu 1961, năm 2024, Nam Mạng kém, đi công việc thì không đón nhận được những may mắn. Tuy nhiên chỉ cần bản thân nên khéo léo chờ đợi thời cơ thì sẽ đưa tới những cơ hội giúp chủ mệnh đạt được thành tựu trong công việc. Yếu tố may rủi trong làm ăn không nên tham gia trong năm này, nếu xuất tiền bạc để chú ý hạn chế, có thể chờ xem thời cơ tốt mới tiến hành. 5. Xem tử vi năm 2024, tuổi Tân Sửu Nam Mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2024, Tân Sửu 1961, Nam Mạng, có hạn Tam Tai. Người tuổi Tân Sửu cần tránh các hạn Tam Tai, Tân Sửu, Sửu, Hợi, năm 2024 Giáp Thìn. Theo cách tính thì gia chủ 1961 Tân Sửu sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Tử vi năm 2024, Tân Sửu 1961, Nam Mạng, có hạn Kim Lâu không? Năm 2024 Giáp Thìn, gia chủ 1961 Tân Sửu, 64 tuổi, tuổi Mụ, theo cách tính này, gia chủ sẽ phạm cung lâu thân, kỵ thân, gây tai họa cho chính bản thân mình. Nếu tai họa ập xuống, thì mình sẽ là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Tử vi 2024, Tân Sửu 1961, Nam Mạng, có phạm hoang ốc không? Năm nay tuổi của bạn là Tứ Tấn Tài, không phải là hoang ốc. Tứ Tấn Tài có câu, Tứ Tấn Tài chi phước lộc lai, làm nhà tuổi này gặp nhiều phúc lộc. Tử vi 2024, tuổi Tân Sửu 1961, Nam Mạng, có hạn Thái Tuế không? Tân Sửu 1961 năm Giáp Thìn 2024 sẽ phạm vào phá Thái Tuế. Phá Thái Tuế năm hạn Thái Tuế phá tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó về công việc sẽ bị tiểu nhân ngáng trở, gây mất tiền tài, phá sản. Cách hóa giải phá Thái Tuế, cần phải cẩn thận hết sức trong mọi giao dịch làm ăn và bạn bè đối tác, đặc biệt đầu tư hùn vốn, cần xem xét kỹ lưỡng, không nên gây thù chuốc oán với ai. Trong chuyện tình cảm nên hết sức kín đáo và nhường nhịn, những ai vào năm phạm Thái Tuế thì không nên làm gì cả, hạn chế đi đám ma, đám hiếu và không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm Thái Tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều và các chuyện xui xẻo, giống như diêm gặp lửa,
dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo nếu nhất định phải tham gia. Tùy vào nghi lễ và nên tránh làm bước cuối cùng, ví dụ như đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không nên đến nơi hoang vu hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ hao hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường thì được nên nhẫn lại, không nên tham gia, thiên thời địa lợi nhân hòa, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào. Phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng vào những điều kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Tử vi năm 2024 Tân Sửu 1961, nam mạng, có phạm trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Tân Sửu 1961, năm Giáp Thìn 2024 là trạch phúc, là một trong bốn trạch gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch phúc là tốt, bởi vậy gia chủ 1961 nên mua, xây cất hoặc là sửa sang nhà cửa, nên làm các việc trọng đại vào năm 2024 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận niên phúc, đức bảo tồn lộc thọ yên nêm, nếu gặp bại hư khóc quỷ tử, chắc là sát chủ với thể hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc đức, bảo lộc, các trạch xấu là bại, hư, khóc, quỷ, nên trừ ra. Tóm lại, năm 2024 gia chủ sinh năm 1961 gặp trạch phúc thì mua nhà, làm nhà hoặc là sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi nam mạng Tân Sửu sinh năm 1961, năm 2024 trên các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi Tân Sửu 2024 chịu ảnh hưởng của cục điện Sửu Thìn tương hình, đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều chông gai và thử thách. Lúc này rất cần sự bền tâm bền trí của bản mệnh mới mong chiến thắng số phận. Trong năm nhiều vấn đề bất lợi ập tới, khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều rắc rối khó xoay sở trong một sớm một chiều. Để có thể thay đổi vận mệnh, cần phải chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn thì nhất định có thể tìm được ánh sáng nơi tăm tối. Công việc có nhiều sự ngăn trở mà con giáp này khó xử lý nên mọi việc không thể phát triển thêm. Nếu nhìn một cách khách quan, vẫn có thể nhìn ra điểm sáng so với năm 2023 trước đó, nhưng chưa thực sự rõ ràng, vẫn cần bản mệnh phải cố gắng kiên trì bền bỉ. Khi có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ vấn đề, thay vì tạm thời bỏ qua, nếu không lỗi sai lặp đi lặp lại, khiến cho bạn dù cố gắng nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Năm nay còn cho thấy, có họa tiểu nhân đang treo trên đầu, Tân Sửu dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng thị phi, điều tiếng đủ vấn đề, môi trường công sở vốn phức tạp, càng cần phải chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày bạn nên cố gắng xây dựng các mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc, vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có. Tuy hung vận khá lớn, song sự chăm chỉ vốn có sẽ giúp thành tích công việc của bạn dần dần được nâng cao. Chính ấn cho thấy trong năm, bạn cũng nên tích lũy kiến thức chuẩn bị cho sự đột phá về sau này. Về mặt tài lộc, tiếp nối tử vi Tân Sửu 2023, sang năm 2024, việc kiếm tiền của đương số vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện tương hình cảnh báo cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, sẽ vấp phải không ít những chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận chưa thực sự ổn định, lại thêm hung tinh kiếp tài chủ về hao tài xung chiếu nhắc nhở. Người cầm tinh con trâu cần đề phòng mất tiền mất của, đầu tư kinh doanh trong năm phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể bị bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Đã đến lúc Tân Sửu cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, thì hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc về vấn đề sức khỏe. Bạn nên chi tiêu hợp lý và hạn chế mua sắm, cho vay mượn không đúng mục đích. Để tránh khiến cho tiền của hao hụt càng nhiều, hãy quản lý túi tiền của mình trước khi còn suy nghĩ giúp đỡ người khác. Về tình cảm gia đạo, may mắn được gặp ngũ hành tương sinh với địa chi của năm 2024, lại có cả hai đại cát tinh,
là Hồng Lan và Thái Âm chiếu mệnh, đường tình duyên của Tân Sửu đón nhiều tin tích cực, đào hoa khoe sắc, đem đến nhiều chuyện có lợi cho người độc thân, cơ hội để chấm dứt tình trạng độc thân đã tới. Nếu bạn chủ động nắm bắt thì không lo, sẽ không được người đồng hành trên chặng đường phía trước. Tuy nhiên, bạn cũng nên rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ, dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là không nên đứng núi này trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm. Đào hoa vượng đem tới mối nhân duyên giúp bạn được nhiều người theo đuổi và cũng có cảm tình với nhiều người, rằng nếu không hành xử chuẩn mực, người gặp rắc rối có thể chính là bạn. Các cặp đôi cũng tháo gỡ được nhiều hiểu lầm không đáng có, đôi bên trở thành điểm tựa tinh thần, hỗ trợ cho nhau nhiều mặt trong cuộc sống. Những điều này sẽ giúp mối quan hệ thêm ngọt ngào, vợ chồng đồng lòng, cha mẹ và con cái có tiếng nói chung, góp phần giúp gia đạo êm ấm. Những niềm vui đến từ tinh thần phần nào cũng giúp bản mệnh giải tỏa áp lực về mặt cơm áo gạo tiền trong cuộc sống. Thường ngày hạnh phúc quả thực có thể tạo ra sức mạnh lớn lao để bạn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn. Về mặt sức khỏe, tử vi năm 2024 nhận định hung vận trong năm khá lớn, nhắc nhở Tân Sửu còn đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình, trạng thái tinh thần có phần sa sút do áp lực công việc và những lo toan của cuộc sống. Tân Sửu nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, kẻo ảnh hưởng sức khỏe, thường ngày nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết, bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nếu có ý định tập luyện nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức. Bản mệnh chỉ cần tập vừa phải đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2024 này, việc xuất hành đi xa nên được tính toán thận trọng. Nếu có thể tránh thì tốt nhất nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển. Còn nếu làm việc không thể thay đổi, thì bạn nên giữ an toàn cho bản thân. Đặc biệt bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Những quyết định quan trọng như kết hôn, làm nhà đều cần phải xem ngày tháng đẹp trước khi tiến hành để tránh vận hạn, khiến cho mọi chuyện đổ bể gặp xui xẻo. Dưới đây là vận trình tử vi từng tháng âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, nam mạng. Tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng mở đầu năm Giáp Thìn 2024, tâm tính của Tân Sửu có phần hỗn loạn, dễ sinh sự phản kháng, cực đoan, không thích bị kiểm soát. Thời điểm này nếu không chú ý ngôn từ và hành động, bạn có thể làm mất lòng lãnh đạo hoặc hình thành mâu thuẫn với đồng nghiệp chỉ vì sự thẳng tính quá mức cần thiết của mình. Tuy nhiên tháng này lại rất tốt cho việc lập kế hoạch phát triển năng lực cá nhân, nhưng bản mệnh vẫn cần phải phấn đấu để có thêm cơ hội thay vì chỉ dựa dẫm vào người khác. Ngoài ra trong tháng này, bạn cũng nên đề phòng thương tật, đau ốm, nhất là các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày. Tử vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 năm 2024 Tân Sửu được cho là có xu hướng suy nghĩ chủ quan và chảnh mảng hơn, cũng vì thế mà dễ gây ra những sai lầm vốn không đáng xảy ra. Hơn nữa thái độ buông thả của bản mệnh cũng có thể khiến cho người khác có một cái nhìn không tốt về bạn. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm về thể trạng nên đặc biệt chú ý đến các vấn đề về gan và túi mật hoặc suy giảm chức năng thận. Tử vi tháng 3 âm lịch. Vận khí có chiều hướng tăng tiến ở tháng là cơ hội thích hợp cho tuổi Tân Sửu xúc tiến các dự án hợp tác, đặc biệt về lĩnh vực bất động sản của mình. Nếu biết nắm bắt cơ hội kịp thời, không khó để bạn thu về các khoản lợi nhuận khả quan. Nhìn chung, tài vận sẽ có nhiều biến động, chủ yếu theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu thông minh hơn, mua sắm cần có lý do chính đáng, tránh vì yêu thích nhất thời mà vung tay quá chán. Tử vi tháng 4 âm lịch 2024. Người tuổi Tân Sửu sẽ có một số cơ hội về tài lộc trong tháng này, tuy nhiên khả năng nắm bắt cơ hội của bản mệnh không được nhanh nhạy lắm. Đôi khi còn vì vài sự chần chừ do dự mà bạn dễ đánh mất những lợi thế vốn có thuộc về mình. Tử vi tháng 5 âm lịch. Vận may về sự nghiệp sẽ tới với Tân Sửu trong tháng 5 này, con giáp này sẽ lọt được vào mắt xanh của cấp trên. Nhờ những nỗ lực bền bỉ trong khả năng xoay sở tình huống của mình, thậm chí có cơ hội được thăng chức. Tuy nhiên, tháng này xui rủi về tài chính không nhỏ, không thích hợp tham gia đầu tư sinh lời cao, lại càng không thích hợp dấn thân vào các dự án mạo hiểm, nếu không sẽ dễ dẫn đến những rủi ro không đáng, rất dễ tự chuốc họa vào thân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024. Trái ngược với tháng trước, đây sẽ là một tháng Tân Sửu gặp phải nhiều áp lực trong sự nghiệp, thậm chí có người phải đối mặt với những sự chèn ép từ bộ phận quản lý hoặc đồng nghiệp xấu bụng.
tháng này vận khí bất ổn, không thích hợp để Tân Sửu tham gia đầu tư mạo hiểm, dự án bất động sản càng nên tĩnh thay vì động, kẻo sôi hỏng bỏng không, nỗ lực bấy lâu thành công cốc. Tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 năm 2024, Tân Sửu có nhiều tin vui đến từ phương diện tài lộc, có lợi trong việc hợp tác, đầu tư dự án kinh doanh, công việc nhìn chung có sự thuận lợi hơn. Cũng có người nhanh chóng nắm bắt cơ hội, có thể đề bạt thăng tiến, tiến cử, các chế độ phúc lợi đãi ngộ có thể được cải thiện nếu bạn có các chứng chỉ chuyên môn. Tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 năm 2024 này, Tân Sửu đón những cơ hội nhất định về phương diện sự nghiệp. Bạn càng chăm chỉ và tự giác, thể hiện được trách nhiệm của mình thì càng dễ dàng nhận được sự quan tâm của quý nhân. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải giao tiếp nhiều hơn, hòa mình vào các hoạt động nhóm thay vì có xu hướng tách bản thân khỏi đám đông. Làm việc nhóm trong tháng này sẽ đem lại lợi ích cho bạn so với người làm việc độc lập. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là vấn đề về tiêu hóa. Một vài triệu chứng khó chịu như ăn uống khó tiêu, kém ngon, đau bụng, nhắc nhở bản mệnh nên chú ý thành phần dinh dưỡng nạp vào cơ thể. Nếu nhà có trẻ nhỏ thì bạn cũng nên đề phòng trẻ có thể bị thương do đùa nghịch hiếu động. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024. Người tuổi Tân Sửu có ít cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này, đã vậy bạn còn vấp phải nhiều sự cạnh tranh đến từ đối thủ, những hành động sốc nổi, có khiến cho bạn từ trước lấy phiền phức. Dù có vấn đề gì xảy ra, hãy cố gắng giữ một cái đầu lạnh để có thể suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo. Đặc biệt, bạn tránh can thiệp vào thị phi hay chia bài kết phái trong tháng này. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng này người tuổi Tân Sửu cần có sự chủ động và mạnh dạn hơn trong mọi việc. Bạn càng xông xáo sẽ càng dễ giành được phần thắng về mình, nhất là trong các cuộc cạnh tranh. Con giáp này cũng có thể được anh em, bạn bè giới thiệu cho một số dự án hợp tác phù hợp. Điều đó cũng giúp cho bạn có tâm lý vững vàng trong tháng này và đạt được nhiều bước tiến khả quan. Vấn đề chi tiêu trong tháng có dấu hiệu tăng lên, đa phần do các mục đích sinh hoạt, hiếu hỏi. Bạn cần phân chia tài chính thành các khoản để chi tiêu dễ dàng hơn, tránh bị thâm hụt không đáng có. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024. Vấn đề sức khỏe của Tân Sửu trong tháng không mấy khả quan, chủ là các vấn đề liên quan tới gan tối mật, suy giảm chức năng thận, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc thường ngày. Trạng thái tinh thần của Tân Sửu cũng dễ trở nên nóng nảy hơn, chỉ một chút kích thích từ khách quan cũng có thể khiến cho bạn bùng nổ và gây hấn với người khác. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm 2024, tuổi Tân Sửu đón những cơ hội rõ ràng về việc phát triển sự nghiệp cá nhân, kế hoạch được triển khai trơn tru hơn. Do đây cũng là tháng cuối năm nên khó tránh khỏi cảm giác vội vàng chạy nước rút, do đó bạn cũng nên về tính toán cẩn trọng, tránh nóng nảy mà hỏng việc. Một vài cơ hội hợp tác trong các dự án bất động sản sẽ xuất hiện, nhưng bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái bởi những ràng buộc trong các điều khoản, đôi khi còn sinh ra cảm giác áp lực. Ngoài ra trong tháng này cũng sẽ phát sinh một mối quan hệ mới và bạn sẽ gặp được một số người bạn có ích cho sự nghiệp của mình. Tổng kết tử vi Tân Sửu 1961, nữ mạng năm Giáp Thìn 2024 như sau. Năm 2024 sẽ không quá bất lợi nếu người tuổi Tân Sửu hành sự thận trọng, cơ hội tuy không nhiều nhưng không phải là không có, trong hung có cơ, trong hung tàng cát. Nếu biết chủ động nắm bắt thời cơ và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì đương số sớm muộn cũng đạt được mục đích, thành công chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Dưới đây là cách hóa giải vận hạn xấu cho tuổi Tân Sửu năm 2024 trên từng phương diện. Về công việc, trong năm có thể hợp tác làm ăn với bạn bè, đối tác, tránh tự mình mở rộng, có thể gặp bất lợi về nguồn vốn lưu động và thủ tục pháp lý. Về tiền bạc, thận trọng với các giao dịch tài chính, hạn chế đầu tư mạo hiểm, thay vào đó là các khoản đầu tư dài hạn, ít rủi ro hơn. Về tình cảm trong năm hài hòa, với những ai muốn sinh con năm 2024 nên chăm chỉ đi lễ chùa cầu khấn, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để giải tỏa căng thẳng về tinh thần. Về sức khỏe, năm 2024 đương số gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe, cần thay đổi chế độ ăn uống, ít thịt động vật và nhiều rau củ quả, trái cây hơn. Để yên tâm về mặt tinh thần, trước những lo ngại tác động xấu từ cục diện phá thái tuế, người tuổi Tân Sửu nên chú trọng hơn đến việc tiến hành cúng sao dài hạn đầu năm. Ngoài ra bản mệnh nên phát nguyện làm việc thiện giúp người, sử dụng một số vật phẩm phong thủy hộ thân. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đúng là có phúc phận riêng, dù làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang sung sướng, người thì nghèo khó bần hàn, có những người thì thông minh,
cũng có những người thì chậm hiểu. Ở đời, đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, vòng xoáy của cuộc đời, với nỗi lo cơm áo gạo tiền, khiến chúng ta luôn quay cuồng và không còn thời gian cho chính mình. Vậy nên, chẳng hà cớ gì, ta lại phải đi cười chê người khác. Gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng Tây. Phong thủy trước giờ đều luân lưu, con người sống ở đời ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói câu, cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Bởi vậy, trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ, sau mình có bị cười nhạo lại không, cười người giống như cười mình. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống hòa nhã không chê cười người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống trong những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua những cảnh đói khát lang thang mới trân quý tưởng bát cơm lót dạ. Đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình, là mình có thể cười người khác ngốc. Người thực sự thông minh đều biết ẩn mình, bạn cười họ, họ sẽ vờ như không nhìn thấy. Không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người, đó mới là đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú, thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình. Có câu nói rằng, cần cù bù thông minh. Biết đâu trong tương lai, sự cần cù khiến họ bù đắp sự thông minh và họ trở thành người hơn bạn. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác, không có bản lĩnh, mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có một người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.